Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Pháp gửi hàng chục xe bọc thép cho Lebanon. Hamas giao tranh ác liệt với quân đội Israel ở Bắc Gaza ở một diễn biến đáng chú ý. Mỹ chính thức nổ súng, không kích kho vũ khí liên quan đến Iran tại Syria. Ukraine cảnh báo chiến thuật không kích nguy hiểm của Nga. Trong khi đó, Nga yêu cầu đồng minh trả lại vũ khí đã bán do tổn thất lớn ở Ukraine. Tiếp tục có binh biến, quân đội Nga nổi dậy chống chỉ huy từ chối đối đầu quân Ukraine ở mặt trận phía Nam. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Mở đầu bản tin của ngày hôm nay là những diễn biến mới nhất về cuộc chiến ở dải Gaza. Quý vị thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu vào ngày 6 tháng 11 cho biết Pháp sẽ gửi xe bọc thép cho quân đội Lebanon để quân đội của nước này có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra trong bối cảnh chiến sự ở Gaza leo thang, số lượng lên tới hàng chục chiếc. Phát biểu trên tờ Le Roi của Lebanon sau chuyến thăm tới nước này, ông Lecornu nói điều quan trọng là phải tăng cường cho quân đội quốc gia Lebanon để họ có thể phối hợp tốt với lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc khi căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon ngày càng gia tăng. Ông Lecornu nhấn mạnh, sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho quân đội Lebanon là lâu dài, bất chấp những khó khăn hiện tại, đồng thời cho biết thêm rằng Paris sẽ cung cấp thuốc và lập một chương trình chung để mua vật tư y tế với giá hợp lý cho quân đội Lebanon trong tương lai. Khoảng 700 binh sĩ Pháp đã gia nhập lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon. Lực lượng này được thành lập năm 1978 sau bạo lực ở biên giới Israel-Lebanon. Khi tới thăm các binh sĩ gìn giữ hòa bình Pháp trực thuộc lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc, ông Lecornu lưu ý rằng Lebanon không cần tới một cuộc chiến tranh với Israel, đồng thời cảnh báo cuộc chiến như thế có thể gây ra tác động leo thang lớn trên toàn khu vực. Hamas giao tranh ác liệt với quân đội Israel ở Bắc Gaza. Hamas đăng video cho thấy các tay súng của lực lượng này giao tranh với quân đội Israel ở phía bắc của dải Gaza, tâm điểm của cuộc chiến hiện nay. Video quay từ camera gắn trên người và được Hamas công bố vào ngày 8 tháng 11 cho thấy các tay súng giao tranh với lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, tại ba địa điểm chính là trại tị nạn Ashati ở Gaza City, Atatras và Bekhanel. Hamas cho biết video được quay vào các ngày 2, 3, 5 và 6 tháng 11. Độ dài và hướng của bóng trong video cho thấy các cuộc phục kích xảy ra vào những ngày khác nhau hoặc cách nhau nhiều giờ. Hamas không nói rõ liệu có thương vong cho quân đội Israel hoặc vô hiệu hóa thiết bị hay không. Nhóm này cũng không cho biết liệu họ có bị tổn thất lực lượng hay không. Video được cho là đã được chỉnh sửa và biên tập. Hamas thường chỉ đề cập đến những nhiệm vụ thành công trong các video họ công bố. IDF đã nhắm vào các vị trí và đường hầm của Hamas hơn một tháng qua và bao vây Gaza City. Tuy nhiên, video do Hamas công bố cho thấy mức độ khó khăn khi quân đội Israel đối đầu lực lượng này. Nhà phân tích quân sự của CNN, tướng về hưu Mark Haley nói rằng video cho thấy Hamas có thể đang sử dụng súng chống tăng, loại vũ khí có khả năng phá hủy một số phương tiện quân sự như xe bọc thép chở quân. Người phát ngôn của IDF từ chối bình luận về số phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công trên bộ. Việc loại bỏ các đường hầm chứa vũ khí và tay súng Hamas bên trong có thể sẽ mất nhiều tháng. Ngoài ra, Hamas cũng có thể sử dụng những tòa nhà bị các cuộc tấn công của Israel phá hủy thành nơi để phục kích. Theo nhà phân tích Harklin, IDF sẽ phải đánh sập mọi khu phức hợp đường hầm, cửa hầm hoặc trục đường hầm nếu muốn ngăn chặn toàn diện những cuộc phục kích. Ông nói rằng, lưu ý các hoạt động ra soát không thể được thực hiện bằng phương tiện, sẽ mất nhiều tháng để làm được việc đó. Binh sĩ IDF sẽ phải trực tiếp ra soát từng tòa nhà, dẫn đến nguy cơ hứng chịu hỏa lực súng trường và bắn tỉa từ Hamas. Israel từ chối tháng 10 mở rộng hoạt động quân sự tại dải Gaza, bao vây Gaza City từ ngày 2 tháng 11 và điều các đơn vị tiến vào thành phố từ hai hướng. Theo IDF, hơn 30 binh sĩ Israel đã thiệt mạng từ khi lực lượng của nước này tiến công sâu hơn vào Gaza. Mỹ chính thức nổ súng, không kích kho vũ khí liên quan đến Iran tại Syria.
Mỹ không kích kho vũ khí của vệ binh Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở miền đông của Syria để trả đũa những cuộc tấn công gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết vào ngày 8 tháng 11. Theo mệnh lệnh của Tổng thống Joe Biden, hai tiêm kích F-15 đã tiến hành đòn tấn công mang tính tự vệ nhằm vào kho vũ khí được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm thân cận sử dụng ở miền đông Syria. Đây là biện pháp trả đũa loạt cuộc tập kích nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Syria và Iraq. Đây là cuộc không kích thứ hai của Mỹ nhằm vào mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria trong vòng 2 tuần qua. Ông Austin cho hay rằng, ưu tiên cao nhất của Tổng thống là bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm những biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân lực và cơ sở hạ tầng, đồng thời kêu gọi các bên không leo thang căng thẳng. Binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria và Iraq. Về bên cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm dân quân tại Syria chưa lên tiếng về thông tin. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, 9 người có liên hệ với các nhóm dân quân thân Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Deir ez-Zor, miền đông Syria. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi Ngũ Giác Đài triển khai thêm vũ khí, phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông. Các căn cứ quân sự và điểm triển khai binh sĩ Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái UAV hoặc rocket từ sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Theo thống kê của Ngũ Giác Đài, ít nhất 40 vụ tấn công kiểu này đã xảy ra kể từ ngày 17 tháng 10, khiến hàng chục binh sĩ và nhân viên Mỹ bị thương. Nhóm vũ trang có lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iran nhận trách nhiệm đối với phần lớn vụ tập kích UAV và rocket gần đây nhằm vào các căn cứ của Mỹ. Xin chuyển qua những diễn biến khác về chiến sự Nga-Ukraine. Ukraine cảnh báo chiến thuật không kích nguy hiểm của Nga. Ukraine thừa nhận chiến thuật không kích Nga đang thực hiện rất nguy hiểm và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các mục tiêu của Kiev. Ông Yuri Nak cho biết, Nga đang sử dụng với số lượng lớn bom dẫn đường để nhắm vào các vị trí của Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Theo quan chức này, quân đội Nga có khả năng phóng tới 100 quả bom dẫn đường mỗi ngày. Ông giải thích rằng, bom dẫn đường trên không đặc biệt nguy hiểm do khả năng bay tới 70 km từ điểm phóng tới mục tiêu. Ông cho biết, Nga ban đầu thử nghiệm những loại vũ khí này ở vùng Kherson và khiến quận Berelesky bị thiệt hại đáng kể. Ông nhấn mạnh về mức độ nghiêm trọng của bom dẫn đường với Ukraine, cho biết cách hiệu quả duy nhất để đối phó với vũ khí này là phá hủy các máy bay có khả năng mang bom, gồm Su-35 và Su-34. Các máy bay này có thể thả bom từ khu vực Nga đang kiểm soát, trên biển hoặc thậm chí từ lãnh thổ Nga. Ông giải thích, để chống lại những máy bay này, chúng ta cần các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như Patriot hay máy bay chiến đấu F-16 được trang bị tên lửa có khả năng tiếp cận máy bay Sukhoi của Nga. Ít nhất, Ukraine cần ngăn chặn các máy bay tiếp cận biên giới của chúng ta để đẩy lùi. Nga tận dụng số lượng lớn các quả bom còn tồn lại từ thời Liên Xô trong kho và gắn thêm một loại thiết bị đặc biệt để biến chúng thành bom thông minh, có khả năng lượn vào mục tiêu một cách tương đối chính xác. Theo Forbes, cơ chế dẫn đường của loại bom này không đúng một cách tuyệt đối, tuy nhiên điều này là không quá cần thiết khi các quả bom Nga mang theo 907 kg thuốc nổ bên trong, tạo ra khả năng phá hủy trên diện rộng. Ưu điểm của bom thông minh có thể lượn từ khoảng cách xa, tấn công chính xác vào mục tiêu. Điều này giúp cho các máy bay Nga có thể ném bom từ xa mà không cần đi vào khu vực không phận tranh chấp, tránh nguy cơ bị phòng không Ukraine bắn rơi. Hồi tháng 9, một binh sĩ Ukraine thừa nhận các quả bom thông minh của Nga đang ngày càng khiến Ukraine lo ngại và được xem là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất. Nga yêu cầu đồng minh trả lại vũ khí đã bán do tổn thất lớn ở Ukraine. Tạp chí Fox World viết về điều này, trích dẫn các nguồn quen thuộc với tình hình. Liên bang Nga đang cố gắng đàm phán với các nước như Pakistan, Ai Cập, Belarus và Brazil về việc trả lại các vũ khí đã cung cấp cho họ do tổn thất nặng nề trong cuộc chiến chống Ukraine.
Vì vậy, vào tháng 4, một phái đoàn Nga đã đến thăm Ai Cập và yêu cầu Tổng thống Abdel Fattah Khalil al-Sisi trả lại hơn 100 động cơ cho trực thăng Mi-8 và Mi-17 trước đây đã được bán cho Ai Cập. Năm nay, Nga cũng đã cố gắng mua động cơ cho trực thăng tấn công và vận tải từ Pakistan, Brazil và Belarus. Có thể nhà cung cấp động cơ máy bay trực thăng hiện tại, UEC Klimov, không thể giải quyết được việc thay thế thiết bị bị mất trên quy mô lớn ở Ukraine. Theo trang web Ores, nơi lưu giữ hồ sơ tổn thất được ghi lại trên video, Nga đã mất ít nhất 132 máy bay trực thăng, trong đó có 102 chiếc bị phá hủy, 28 chiếc bị hư hại và 2 chiếc bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Theo Bộ Tổng Tham mưu, tổng thiệt hại chiến đấu của địch trong cuộc xâm lược toàn diện trong nhân sự lên tới khoảng 308.320 người. Số xe tăng bị tiêu diệt 5.308 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 9.996 cùng hàng nghìn hệ thống pháo binh. Quân đội Nga nổi dậy chống chỉ huy, từ chối đối đầu quân Ukraine ở mặt trận phía Nam. Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục phản công ở bờ trái Kherson. Quân chiếm đóng của Nga lo sợ trước sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Ukraine và từ chối xông vào vị trí của họ. Trang Dialog cho biết, lực lượng lính Storm Z đã từ chối tấn công gần làng Kerensky. Cần lưu ý rằng, nguyên nhân là do tình hình tâm lý và đạo đức nghiêm trọng trong quân đội. Đặc biệt những người chiếm đóng chiến sự với nhau, sử dụng ma túy và các chất kích thích, thường xuyên xảy ra ẩu đả. Đơn vị chỉ từ chối thực hiện hầu hết các mệnh lệnh mà Bộ Chỉ huy ban hành. Ngoài ra, họ còn gặp vấn đề nghiêm trọng về nhân sự. Bộ Chỉ huy Nga đang cố gắng giải quyết vấn đề này với cái giá phải trả là các trung đoàn 24 và 26. Chuyển một đơn vị làm bia đỡ đạn khác đến đó, nhưng họ không thể cải thiện đáng kể tình hình. Stormzy là một tiểu đoàn hình sự, Nga đã tạo ra nó vào tháng 4 năm 2023, theo mô hình của Wagner BMC, sau chiến sự giữa Bộ Quốc phòng Nga và người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin. Những đơn vị như vậy thường được sử dụng ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất của mặt trận, nơi họ phải chịu tổn thất nặng nề. Vì các chiến binh thuộc Stormzy không tồn tại chính thức, nên chúng không có chứng chỉ hoặc hợp đồng dịch vụ. Stormzy còn được so sánh với các tiểu đoàn hình sự tồn tại trong Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.